đồng của quốc gia mình. Cái đó là cái cho vô giá con bàn cho mình đó. Để chết Phương trả lời câu này hay quá nè. Hồi nãy tôi hỏi các chị, người Do Thái có một cái điểm rất là đáng học. Stephanie hỏi mình học được gì từ họ. Cái điểm đó là họ rất là yêu nước thương nội. Nhưng mà cái điểm đó mình không học được, không áp dụng được cho dân Nam Kỳ. Và nếu như các anh chị không biết tại sao mình không áp dụng được thì mình không phải là người Nam Kỳ. Thì mới chết Phương đó. Không thể áp dụng yêu nước thương nội của dân Do Thái cho dân Nam Kỳ, vì dân Nam Kỳ là dân hợp chủng, trong khi dân Do Thái là dân thuần chủng. Các chị thấy vấn đề chưa? Dân Do Thái nó yêu người Do Thái, người Do Thái nó là số 1. Ví dụ tôi đi, tôi yêu nước Việt Nam Cộng Hòa, cái tôi yêu người Việt tôi số 1. Vậy mấy bạn Miên tôi tính sao? Mấy bạn Chàm tôi tính sao? Mấy bạn Ede Sarai tính sao? Mấy bạn Minh Hương của tôi tính sao? Mấy bạn Thái của tôi tính sao? Mấy bạn Chà Già của tôi tính sao? Mấy bạn Mã Tà, Ma Ní của tôi tính sao? Dưới quê tôi đầy gốc hết trơn, gốc miền Tây là gốc vậy đó. Mã Tà là Mã La, là Mã Lai đó. Ma Ní làm là Phi Lục Thân đó. Chà Già tính là Ấn Độ đó, là Nam Dương đó. Dân như miền Tây gốc vậy đó, gốc tùm lum gốc hết đó. Và tôi thương nồi nào, tôi thương cái nồi bánh tét cho nó khỏe, nó đỡ mất lòng. Thành ra tôi nói anh chị, có nhiều anh chị em tôi rầu lắm, họ bị nhồi sọ trong mặt kép giùm tôi. Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa cũng bị nhồi sọ. Dân tộc ta giờ nói gì, đấu tranh của dân tộc ta ra. Tôi hỏi thiệt, các bạn dân tộc gì? Các bạn không biết không? Các bạn không biết không? Thiệt. Ngay cả là này, cái người mà gọi là tạm gọi là thuần chủng nhất của xứ Nam Kỳ á, là người Khmer với người Chàm chứ gì nữa, đúng không? Người Miên với người Chàm, những người Ede Sarai Mân Nông đồ, họ cũng thuần chủng, nhưng mà tại vì cái cộng đồng của dân cao nguyên Trung Phần ấy, họ sống cộng cư với nhau như này, thì các sắc tộc họ họ kết hôn với nhau á, thì không có bằng được người Khmer với những người Chàm đâu. Thì Khmer với người Chàm họ vẫn thuần chủng lắm á. Các anh chị, nếu ở đây có người Chàm hay người Khmer, các anh chị đi làm bản đồ gen của các anh chị đi, nó ra các anh chị sẽ dính chút gen của tôi nè, dính chút gen của ví dụ người Khmer thì dính chút gen Chàm này, dính chút gen gen để đề ra, dính chút gen bình thường cháu mình thầm lưng hết á. Tại vì mình cộng cư với nhau mà, mình sống mấy trăm năm trời mà, cháu người của mình á là dân hợp chủng và dân hợp chúng, nó là gì đó. Thành ra nó thương nội nào, và nó dân tộc là dân tộc nào. Mấy ba mấy má chống cộng với dân chủ, với cái đầu gọi là ở trong nước cái bò đỏ nó ngu thì nó nói rồi, mình đi hát lại rồi, đừng có làm bò vàng, nghĩ cái bò để mình làm cái người. Dân tộc là cái gì? Nhân dân, nhân dân, quốc gia và người dân, quốc gia và nhân dân, được không? Quá rõ ràng, quá dễ hiểu. Mà người dân thì sắc tộc nào cũng quan trọng, đã là dân là dân, sắc tộc nào cũng bình đẳng với nhau, đúng không? Quốc gia là thiêng liêng, trong quốc gia nó có rất là nhiều sắc dân, mà làm chính trị thì phải rõ ràng như vậy mới được. Làm chính trị mà mập mờ giả trá điếm đàng đi hai hàng đi chẳng hạn, coi không có đặng. Đàn ông mà đi chẳng hạn mình thấy cũng bệnh lắm rồi. Đàn bà đó, chống cộng dân chủ đi chẳng hạn, hình như gọi là mượn danh chống cộng để hành nghề đi chẳng hạn. Tôi nói hành nghề đi chẳng hạn chứ tôi không nói hành nghề gì, các chị tự suy nghĩ thôi, quyền tự do tư tưởng các chị, tôi không có ý kiến.